Hôm qua ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duyên Hải cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Quang Quy, 40 tuổi, ngụ khu Diến Chanh, xã Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, hiện tạm trú tại ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải về hành vi can tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Quy là giám sát công trình cho một công ty xây dựng đang thi công tại cảng tổng hợp Định An, ngụ ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải. Quá trình làm việc, Quy thấy có nhiều tấn sắt đang gia công nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, do cần tiền tiêu xài, Quy kêu xe cẩu đến để bán số sắt gia công với khối lượng 12 tấn, trị giá gần 85 triệu đồng. Đến sáng ngày 5 tháng 11 năm 2023, chủ công trình phát hiện mất số sắt trên nên trình báo cơ quan công an. Trong quá trình làm việc, Đảng Quang Quy đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duyên Hải mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật